Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Thì các bác nhận hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mác các thứ đàng hoàng. Rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác thấy không? Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao thái này. Đó, một con dao thái như này. Đó. Thì các bác cho đây kia. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá, một con bản dày và một con bản mỏng. Đây, một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây xem. Đó, đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. Bốn dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó, combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 trong cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 trong con dao đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là bốn dao này. Đấy, bốn dao. Đây. Bốn con dao như này. Bốn con dao như này nhá. Đấy, bốn con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn led trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít biếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồ như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Các bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy. Bàn chải quần áo này. Đấy, lên cho em là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây, con này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, đây. Đấy, khi các bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường cho em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhé. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây, một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em. Đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ bú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi. Đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ bú này. Đấy. Rất tiện ích luôn.
lên mã giúp em đó là quái thông trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn, kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá, giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá, 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên thì em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch cái này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây, ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này dùng nó rất là tiện, thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, là rất sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000, 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian. Nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt. Nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là... con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xung phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Để nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này, nó rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này. Có màu xanh, có màu màu nâu này. Đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đàng hoàng như này luôn, một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá, to khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này. Một chiều 70, một chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ bài vàng nhá. Bộ bài vàng thì bên shop lại tiếp tục về hàng cho các bác và giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Bài này của nó là bài bằng nhựa nhá, bài bằng nhựa chứ không phải bằng giấy nhá, bằng nhựa các bác. Đấy, bằng nhựa. Các bác có thể gấp thoải mái này, gấp thoải mái không sợ bị cong gãy này. Đấy. Nó là bài bằng nhựa các bác nhá. Đấy. Thì nó màu vàng như này, bên em gọi nó là bài vàng, rất là đẹp luôn, rất đẹp các bác này. Giá thì chỉ có 35 cành cho một bộ bài vàng như này thôi, 35k nhé, 35.000 cho một bộ bài vàng như này, rất đẹp các bác. Và giá thì lô này bên shop về cho anh em các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là bài vàng, giá sẽ là 35.000 nhé, 35k cho một cái bộ bài vàng như này. Con này thì chơi các bác chơi nó rất là tiện và sành điệu luôn, 35k, lên cho em là bài vàng 35.000 nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chảo tổ ong này. Đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 24-25 cm, chống dính siêu tốt luôn. Bếp từ, bếp ga, các loại bếp đều đun ok hết nhá. Đấy, chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 100
40k nhá, 140k cho một con chảo tổ ong như này. Quai của nó liền này, đấy quai liền dập riếc rất là ác luôn, rất sạch sẽ các bạn. Đấy, cứng cáp sạch sẽ dày dẫn. Các bác nghe tiếng kêu các bác biết nó dày rồi. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá, giá sẽ là 140.000, chống dính tốt luôn, đường kính khoảng 25cm. Lên cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đấy, đây. Nó sẽ là cái dòng massage 3D như này. Lên trên là massage 3D. Con này các bác dùng bằng tay như này thôi. Để mình con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng luôn. Giúp cho các bác là cổ, vai, gáy này, ngực này, eo này, đùi này. Đấy, rồi nói chung là mặt này đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là massage 3D nhá. Con này thì giá của nó sẽ là massage 3D bằng tay. Giá của nó sẽ là 50 cành. Massage 3D bằng tay này. Đấy. 3D bằng tay nhá, dùng bằng tay thôi. Giá sẽ là 50k nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bút thông mạch nhá, bút thông mạch đây. Đấy, đây nó sẽ là một con bút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích để giúp cho các bác khi mà mình đo mạch này. Đấy, đo mạch này rất là tiện nhá. Và nó sẽ phân cho các bác là hai cực luôn, nóng lạnh rất là rõ ràng luôn nhá. Đấy, lạnh thì nguyên màu xanh như này, nóng thì sẽ là màu đỏ như này. Rất rõ luôn nhá. Đấy, các bác mắt kém mắt yếu đều dùng được hết nhá. Thứ nhất là xanh lè này, thứ hai là đỏ lừ này. Đấy, rất tiện luôn, nguyên màu xanh này. Đấy, và màu đỏ này, âm dương nó chia rất là rõ luôn nhá. Ngoài ra thì giúp thông mạch nhá, dây đứt dây điếc các bác cần test, dây đứt dây điếc là ok luôn. Lên cho em là bút thông mạch nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là bút thông mạch, giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một quả bút thông mạch như này. Giá sẽ là 20.000, lên cho em là bút thông mạch giá 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi đen. Đấy, con này thì chức năng chính của nó là bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm điện 220 cho em này. Đây, cắm điện 220 cho em. Sau đó thì mình sử dụng như bình thường thôi. Đấy, thì nó sẽ có cái ánh đèn hồng ngoại như này. Và khi con muỗi nó thu hút nó bay vào cái lưới như này là nó sẽ bị chập cháy nhá. Chập. Đấy, con muỗi nó sẽ bị chết. Nôm na là như thế. Và có công tắc đây. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen nhá. Đèn bắt muỗi đen. Giá của nó sẽ là 120.000. 120k cho một con đèn bắt muỗi đen như này. 120k nhá. 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó là 30.000 một hộp. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này của Thái Lan, cực kỳ nhạy luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột đàn. Đấy, cái này thì ưu điểm của nó là một con ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. 30 cành cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan đây, toàn bộ chữ Thái nhá. 100% hàng Thái Lan. Thị phần bán của nó sẽ là số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, số 1 của Thái Lan luôn đây các bác này. Đây, thị phần bán nó số 1 Thái Lan luôn. Ưu điểm con này là nó kéo cả đàn đến ăn, chết cả đàn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cúc áo nhá. Dòng này dòng siêu sáng luôn. Giá thì sẽ là giá thanh lý cho các bác luôn. Giá thanh lý cho các bác này. Đấy. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Một con đèn siêu sáng như này giá chỉ có 30 cành thôi. 30k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đèn cúc áo giá sẽ là 30k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái xẻng sinh tồn đa năng nhá. Xẻng sinh tồn đa năng 250.000 một chiếc, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, hàng của quân đội Nhật nhá, hàng của quân đội Nhật đây. Đấy, nó sẽ là một con xẻng như này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ chiều dài của nó thì vào khoảng là 45cm, chiều ngang thì khoảng là chiều ngang thì vào khoảng là 12cm. Đấy, và nó có từng khúc một như này nhá, từng khúc một như này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là cả con dao này, con dao để các bác lắp vào cho em. Đấy. Có sẵn cả con dao luôn, con dao lắp vào đây này. Đấy. Sau đó thì các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây này. Đấy. Và của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là tổng thể thì vào khoảng là 70-80cm. Và khoảng 80cm. Đấy, về nhà các bác cứ xoáy ốc, xoáy cái vít này vào cho em xong này. Đấy. Có gioăng chống nước luôn. Đấy, có gioăng chống nước luôn, rất là tiện nhá. Ngoài sử dụng làm xẻng thì các bác có thể sử dụng cưa này. Đầu bên này là cưa, đầu bên này là dao chặt này, vặn ốc này. Rồi các bác có thể là dùng để làm cuốc này, làm cuốc thì các bác lật ngược nó lại như này. Đấy, lật nó này, xoáy vào thì nó sẽ là thành một cái cuốc này. Đấy, anh em các bác dùng để đi rừng đi phượt này, hoặc là sinh tồn, hoặc là anh em các bác đi xe bán tải bán riếc, hoặc là hay đi rừng đi phượt này mà cần sử dụng con này để làm cuốc này hoặc xẻng này. Đấy, để mình xa lầy xe liếc mình sử dụng rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng sinh tồn nhá. Xẻng sinh tồn giá là 250 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. 250.000 bao ship đến tận nhà. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông của Nga nhá, bình tông của Nga. Con này thì các bác dùng để đựng rượu bia này, nước lọc mang đi uống các thứ rất là ok. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, bình tông Nga dung tích là 2 lít. Inox 304 này. Đấy, inox 304. Chống han gì này, nắp của nó sẽ là nắp chống mất nhá. Nắp chống mất như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Ba lên cho em là bình tông nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó. Bình tông này. Lên cho em là bình tông nhá, bình tông. Giá của nó sẽ là 130k nhá, 130.000 cho con bình tông.
130.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này, chia làm hai đường nước. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi cam xanh như này, giá chỉ có 50 cành thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó. 50k cho vòi cam xanh như này, chia làm hai đường nước và có cho các bác là chân gen như này để các bác có thể là kết nối vào các cái đầu nguồn nước khác nhau, rất là tiện ích luôn. Lên bán giúp cho em là vòi cam xanh nhá, chia làm hai đầu nguồn nước như này, giá sẽ là 50 cành. Đó, 50k thôi, giá hợp lý cho các bác sử dụng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá, dầu nóng của Hàn Quốc. Con này thì các bác chuyên dùng để mình bôi vào các vị trí như là cổ, vai, gáy rồi các khớp chân, khớp tay. Đấy, các bác bị giả rời, đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau thắt lưng thì các bác dùng con này cho em. Con này siêu nhạy luôn, dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Giá thì chỉ có 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này thì rất là tiện để các bác sử dụng mình bôi nhá, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Con này thì một địch của nó là 50 miếng, giá chỉ 40k bằng một bát phở thôi, nhưng giúp cho các bác là thải độc bàn chân rất là tốt luôn, thải độc bàn chân rất là tốt. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đi lại nhiều dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn, già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy, đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh như mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó rồi, ok, 40 cành các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra thông tin ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân tai si hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 17 viên, à 14 viên. Mỗi bên là 7 viên. 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhé. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhé. Khay đá thông minh giá sẽ là 15k trên một khay như này nhé. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãi lưng nhé. Gãi lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhé. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá, đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á? Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá, giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, ở đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên đã giúp cho em đó là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này. 10k một chiếc gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ làm cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em. Đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá.
Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nha. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển nội thất cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác. Cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Đèn mã giúp em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa, và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn, và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bác này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành cho một con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá, 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy, hàng cần hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy, da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên theo là ví da bò nhá, giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật, con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó, có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này, đây phần công tắc của nó này.
đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá, đèn này siêu sáng luôn đấy, đây rất là sáng luôn các bác này, đây các bác thấy không, đây pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn các bác thấy không, đó rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này, có la bàn này, đấy, có còi hú các bác này, đấy, đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn, giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá, đèn phễu giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này, 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên xem là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quay đeo quay điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quay đeo quay điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000. Có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cái điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá, đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá, cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Và chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này, đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt muỗi đứng nhá, vợt muỗi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó đây. Thì nó sẽ làm công vợt muỗi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ đây, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt muỗi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt muỗi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là
100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm, giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Ba sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này, Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3g nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Giá sẽ là 240.000, 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lỗ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy. Bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy, các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ tự nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác, đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này, đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá, 1,3 lít, 160k cho con bình voi như này. Quay sách riết rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này.
Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhé, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhé. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhé, băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhé. Dính ổ điện, dính thiết bị được, mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy, hai mặt luôn, các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá, đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên tiên là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên tiên là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben, giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy nha. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau, mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000.
ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con sản phẩm đó là cái con Quick đun sôi nhá. Đấy, Quick đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cuckoo luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng Quick đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cuckoo, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cuckoo nhá, hàng thương hiệu Cuckoo đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Đây là fix đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, fix đun sôi 180.000 cho một con fix đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức, hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy. Đây, lên cho em là ấm Đức này, công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó đây. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây, nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt như này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn, mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá. Máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi. 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó, con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu các kiểu con này đều được hết nhá.
đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con là đều được hết luôn đó. Hàng của thương hiệu Osaka, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã giúp em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp, khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây. Nhanh, chậm, tự động các kiểu con là điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá. Nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2.5 lít nhá. 2.5 lít đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này. Đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300... có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là, bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ơi. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá, cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy.
mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá, nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bác. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm, giữ nhiệt tốt. Quai sách này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy, nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy, lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn. Hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp là 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đấy. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống, rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đồng hồ. Đấy. Thì nó sẽ là mẫu đồng hồ led cũ và led mới nhá. Đây là nó sẽ là mẫu led mới này. Mẫu led mới này thì giá của nó sẽ là đây, nó sẽ là mẫu đồng hồ led mới nhá. Led mới này thì nó sẽ là 110.000 các bác nhá. Led mới này là 110.000. Các bác lên cho em là đồng hồ led mới này. Led mới này. Led mới, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con đồng hồ led mới như này thôi. Có dây cắm cái thứ đồng hàng và số nó sẽ là số điện tử, nó sẽ hiện lên như này các bác này. Đấy, số điện tử nó hiện lên đúng như này luôn. Led mới này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là đồng hồ led cũ, giá sẽ là 140k nhá. 140k. Lên cho em là led cũ này. Led cũ 140.000. Số nó thì nó cũng hiện như này. Đấy, hiện như này và con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cũng có dây cắm cáp cắm cái thứ đồng hàng. Đây. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt trắng gương như này các bác này. Mặt trắng gương như này. Đó, mặt trắng gương và số nó sẽ nổi trên mặt số. Còn con này thì số nó sẽ là nổi theo hình khung như này luôn. Đây, hai con này. Con led cũ này thì to hơn, còn con led mới này thì bé hơn một chút. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu led cũ thì lấy, mà lấy mẫu led mới thì lấy nhá. Đấy. Led cũ thì là 140 và led mới thì sẽ là 101 nhá. Đấy. Đây. Con này thì nó sẽ là led cũ 140 này. Đấy, con này là led mới này, 101 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ bài vàng này. Đấy.
bà này thì nó sẽ là bằng nhựa nhé. Đấy, nó bằng nhựa này, các bác có thể uốn cong thoải mái luôn, uốn cong thoải mái các bác này. Đấy, nó rất là cứng nhá, rất là cứng, các bác có thể uốn cong rồi sử dụng nó rất là thích luôn. Đấy, nó bằng nhựa chống nước nhá, bằng nhựa chống nước, uốn cong có thứ thoải mái luôn. Màu sắc thì đẹp nhá, màu sắc đẹp đó, thiết kế rất là đẹp luôn đó. Đây, chấm hết luôn các bác này, uốn cong có thứ thoải mái này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Lên cho em là bài vàng nhá, giá thì là 35.000 thôi, 35.000 cho một bộ bài vàng như này, bài bằng nhựa. Đấy, còn các bác mua bình thường nó sẽ là bài giấy thì nó rất là nhanh hỏng. Bài này vừa cứng vừa đẹp, chơi vừa ngon lành luôn. Lên cho em là bài vàng, giá sẽ là 35k nhá, 35k cho bộ bài vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đựng giấy tờ xe nhá. Đấy, ví giấy tờ xe nhá. Đấy, ví giấy tờ xe như này, các bác về các bác có thể bỏ giấy đăng kiểm này, rồi các loại giấy tờ vào đây rất là tiện nhá. Chất liệu bằng da, hàng của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là ví giấy tờ xe nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, 50k cho một con ví giấy tờ xe như này. Lên cho em là ví giấy tờ xe, giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, nó là cái con máy mài gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Có kèm cho các bác là một máy và hai viên đá này. Đây. Đấy. Các bác có thể dùng để mài tay chân mà nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy, các bác đưa vào các ông mài đi xem. Đó. Mài đi xem như này. Đó. Mài gót chân rồi các cái phần da khô nứt nẻ các bác đưa vào các bác mài. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Giá của nó sẽ là 90k các bạn. Đấy, 90.000 cho con máy mài gót chân như này nhá. Lên theo là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài gót chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Kính lúp, giá của nó sẽ là 70.000 cho con kính lúp như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo à, mình kiểm tra này. Đấy, bác nào mắt kém thì mình dùng mình phóng lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Kính lúp có đèn luôn, về nhà các bác lắp pin luôn cho em. Pin thì các bác tự lắp nhá, có đèn led luôn. 70.000 cho con kính lúp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu như này, có hai màu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, ví da cá sấu thật 100% luôn, hàng thật cao cấp cho bác luôn nhá. Ví da cá sấu rất là đẹp luôn. Đó, ví da cá sấu như này nhá. Đấy, giá sẽ là 290.000 cho một con ví cá sấu như này nhá. Đấy, 290.000 một chiếc, hàng cá sấu thật 100% luôn nhá, cá sấu thật 100% luôn, có màu vàng hoặc là màu có màu nâu hoặc màu đen này, màu nâu màu đen, hàng cá sấu thật 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn, giá sẽ là 290.000. lên theo là ví cá sấu nhá. Đó, lên theo là ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu, giá của nó sẽ là 290.000. tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Túi đồ nghề mini như này, đó, rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 30 cm, chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20, và chiều rộng thì vào khoảng 10 cm nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề này. Đấy, đựng đồ nghề rồi đựng các loại đều ok hết nhá. Đấy, đồ nghề hoặc là búa đinh, rồi nói chung là máy móc dụng cụ cầm tay, rất là nhỏ gọn xinh xắn. Giá thì thanh lý cho các bác 90.000 cho một con túi đồ nghề như này thôi. 90.000, nên cho em là túi đồ nghề giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đây, cái bình chuông như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, các loại ngũ cốc bỏ vào đây, các bác mang đi. Con này nó rất là tiện này, nó giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác uống cà phê đá này, uống cà phê đá này dùng con này cho em rất là sướng luôn. Đấy, cà phê đá nhá, cà phê đá, sữa đá. Đấy, các bác cho vào đây cho em, vừa là mình dùng vừa để lắc này, pha chế này. Đấy, và mang đi dọc đường, có quay đeo này rất tiện, các bác có thể đeo lên xe hoặc để lên xe dùng rất là tiện luôn. Lên cho em là bình chuông nhá, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 nhá. Bình chuông, giá của nó sẽ là 75k này, 75k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ ngọc nhá, đồng hồ ngọc. À xin lỗi các bác, là bật lửa nhá, bật lửa ngọc này. Đấy. Con này thì nó sẽ là chạy bằng dầu, về nhà các bác cho dầu thơm vào đây, xăng thơm vào đây. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc 130.000 này. Bật lửa ngọc 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn 120 nhá, bật lửa la bàn. Con này thì có la bàn luôn, và đây là cái 70 đúng không? Bật lửa la bàn này 120 này. Đấy. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá, có cả bật lửa. Con này là sẽ là bật lửa la bàn này. Nó sẽ có la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn kèm đồng hồ luôn.
bật lửa la bàn kèm đồng hồ, giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác thêm một cái mã nữa, đó là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Cái này thì chỉ có bật lửa với đồng hồ thôi. Giá của nó sẽ là 100 nhá, giá của nó sẽ là 100. Đấy, 100.000. Thì bên em có 3 mẫu này. À, bật lửa ngọc này, bật lửa ngọc chạy bằng dầu này, bật lửa la bàn này. Con này thì vừa la bàn vừa đồng hồ luôn là 120. Còn con này thì nguyên đồng hồ không nhá, nguyên đồng hồ không thì giá của nó sẽ là 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc và bật lửa đồng hồ nhá. Đây có cả đèn báo như này. Đồng hồ thì các bác chỉ cần nhấn vào là nó chạy thôi. Đấy, đây các bác này. Đây đồng hồ đang chạy đây. Đó, con này thì sẽ là 100 nhá, 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc, bật lửa đồng hồ. Có 3 mẫu cho các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái LED. Các bác lên cho em là LED 7 màu nhá. Đây, đấy, đây nó sẽ là một dây LED như này. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 m nhá. Dài từ 30 đến 50 m, hàng về theo lô. Có lô thì 30 m, có lô thì 40 m, có lô thì 50 m. Đấy. Lô này thì chắc chắn là về khoảng 40 m nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 40 m rồi. Đấy. Lên cho em đó là LED 7 màu nhá. LED 7 màu như này. Đây. LED 7 màu rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Đây. Lên cho em là LED 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó, 70.000 cho một cuộn LED như này. Đây. Đấy. Bóng của nó cũng khá là dày luôn và dây thì dài khoảng là từ 30 đến 50 m. Thoải mái sử dụng luôn. Lên cho em là LED 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp nhá, dao gấp như này. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Một con dao gấp rất là đẹp như này. Các bác thấy không? Dao gấp rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là dao gấp nhá. Lô này về thì nó sẽ không có cái bật bia đâu, nhưng mà dao thì nó sẽ xịn hơn và sắc sắc hơn. Đấy, nhiều khi các bác dùng cái bật bia nó cũng rất là bất tiện thì lô này về không có bật bia nhá. Giá của nó sẽ là 20.000. Lên cho em là dao gấp 20.000 nhá. Dao gấp 20.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn treo nhá. Đèn treo. Giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho một con đèn treo như này. Các bác lên cho em là đèn treo 125.000. Con này thì cũng khá là tiện để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đó. Đây. Rất là tiện các bác này. Đây. Lên cho em là đèn treo. Con này thì 125.000 thôi. Cũng dùng được đa di năng luôn. Đa di năng luôn, có cả dây đeo, cả cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Đó. Có cả sạc ra cho điện thoại luôn. Đầy đủ các tính năng nhá. Sạc vào, sạc ra, sạc năng lượng mặt trời. Đấy, đèn cũng rất là sáng nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào chưa? Có một đèn này, hai đèn này. Đấy. Một đèn hai đèn như vậy nhá, để các bác có thể dùng ban đêm ban ngày đều được hết. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Con này thì nó đang hết pin nhá, đang hết pin. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 cho con đèn cầm tay như này, có cả dây sạc này. Con này cũng có sạc năng lượng mặt trời, có một bóng này, tiếp theo là đến hai bóng hai bên này. Đấy, tiếp theo là một con đèn dọi này. Đấy, có báo pin nhá, có cả năng lượng mặt trời luôn. Mưa gió bão bùng dùng rất là tiện này. 100.000 cho một con này. Hàng đa di năng luôn, mưa gió bão bùng nhá. Lên trên là đèn cầm tay. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một em đèn cầm tay này thôi. Ngoài ra thì em có cho các bác con đèn wifi nhá. Đèn wifi. Con này thì sẽ là 130.000 cho con đèn wifi này. Lên cho em là đèn wifi 130.000. Con này cũng rất là tiện luôn. Có cáp sạc đầy đủ đi kèm cho các bác này. Và có cảm biến tự tự đóng ngắt nhá. Đấy. Đây, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, Made in Germany, hàng của Đức này. Đây. Đấy, rất là sáng luôn. Và có cảm biến nhá. Đấy, đây các bác này. Rất là tiện, các bác dùng mà không muốn động tay vào thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sẽ tắt này. Bật này, đấy, tắt này. Tắt này, bật này. Rất là nhạy luôn, ở đây nó có hai cái mắt cảm biến như này. Đấy, và có thể ngoặt lên ngoặt xuống như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên cho là đèn wifi 130.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái massage chân nhá. Đấy, massage chân. Con này thì hàng của Nhật, nó sẽ là hàng sử dụng bằng điện nhá. Đấy, nó sẽ là điện từ, thì các bác đặt cái bàn chân mình đây, nó giật nó hơi tê tê một chút thì nó giúp cho các bác là massage bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, lên tiệm là massage chân. Con này giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con massage chân như này. Con này dùng đã lắm, các bác dùng để mình massage chân, nó gọi là trị liệu đấy. Massage trị liệu bằng điện rất là tốt luôn nhá. Lên tiệm là massage chân nhá. Đấy. Đây các bác này, đó. Với cả chức năng rung, xoa bóp từ nhà để mặn sao sức khỏe mãi cho người dùng. Ưu điểm của thảm là bạn da trị liệu cho ngọn nhân, toàn nhân, bạn da còn cũng có thể giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau ngực, làm tăng lượng đường, điều trị những bất ổn trong giảm đi bộ. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này.
Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bộ nồi của Đức nhá, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì bộ của nó sẽ bao gồm là 6 món như này nhá. Đấy 6 món như này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái nồi nhỏ, con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. Nồi nhỏ, con này là dung tích là 2 lít các bạn ạ. Đấy, đế của nó là đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp như này. Đấy, tiếp theo là một cái nồi quay lạch nhá, một cái nồi quay lạch như này. Đó, một cái nồi quay lạch như này. Siêu dày luôn các bạn. Đấy, nghe tiếng gõ là các bạn đã biết nó dày rồi. Đây, hai con này bằng nhau. Một con là quay hai bên, một con là quay lạch như này. Tiếp theo là đến cái con này là 3 lít này, con này 3 lít. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho em luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Đây. Đấy, hàng của Beijing của Đức nhá. Tiếp theo là đến một con 4 lít này. Tất cả đều có vung hết nhá. Con này là con 4 lít này. Đó, con này còn 4 lít này. Cũng rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Đế 5 lớp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Chung là tất cả các loại bếp đều đun hết nhá. Đó. Tiếp theo là con này là con 5 lít này, con 5 lít. Con 5 lít này thì nó hơi bị móp cái này một chút nhá. Hơi bị móp cái này một chút thì bên em có hai bộ bị móp. Thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút. Là nó đây nó em quay lên là nó như nào, nó có nào đây em nói thế luôn. Đây khi đậy vung vào nó vẫn ôm bình thường, nhưng mà nó hơi móp một tí chỗ này này. Đấy, nó hơi, nó gọi là hơi móp cái viền này vào thôi. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó hơi móp cái viền bên này. Thì bộ này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 650.000 nhá. Bên em đang bán là 700. Riêng bộ này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000. Đấy là hơi móp một chút thôi. Thì bên em bán thanh lý cho các bác bớt đi cho các bác là 50.000. Đấy. Chứ còn hiện trạng thì nó không hề có thay đổi gì cả nhá, không hề có thay đổi gì cả. Không có vấn đề gì, nó chỉ hơi móp một tí chỗ này thôi các bác này. Đây. Đó, mắt thường các bác cũng quan sát được nó hơi móp một chút đây, hơi móp một chút này. Đấy thì nếu mà các bác lấy bộ đẹp thì giá của nó sẽ là 700, còn cái bộ móp này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000 nhá. Đấy, bộ móp này thì giá của nó sẽ là 650k. Lên mã giúp em đó là bộ nồi Đức 6 món nhá. 700k, còn riêng bộ móp này thanh lý cho bác giá là 650.000. Đấy, con chảo này nữa này, đấy một con chảo trắng đá chống dính nữa. Tất cả đều có vung hết nhá. Kể cả cái chảo này cũng có vung luôn. Chảo này cũng có vung luôn các bác này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn, rất chất lượng xịn sò như này. Combo cho các bác nhá. Đó, 6 món này. Bao gồm cho các bác sẽ có là đi hai cái nồi 2 lít này. Đấy, một cái 3 lít này. Một cái 4 lít này. Đó, một cái 4 lít này. Một cái 5 lít này. Và một cái chảo này. Giá thanh lý cho các bác riêng cái bộ bị móp này giá sẽ là 650.000 nhá. 650.000 cho cái bộ bị móp như này. Đấy, 650.000. Còn lại thì giá tiêu chuẩn vẫn là 700 nhá. Giá tiêu chuẩn vẫn là 700, còn giá thanh lý là 650.000. Bên em có hai bộ bị móp thì thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kính lúp nhá. Con này thì các bác có thể về mình lắp thêm pin vào để mình dùng khi mà cần thêm sáng nhá. Đây là công tác của nó này. Và đây là cái chân pin này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em cũng ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. Đây. Đây các bác này. Đó. Để các bác có thể xem thực tế luôn, nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng nhá. Con kính lúp này thì rất là tiện các bác này. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Đấy, phóng to cho các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là kính lúp nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá. Lên cho em là kính lúp 70k cho một con kính lúp như này, 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này, do anh cái này thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái massage cổ vai gáy nhá. Đấy. Massage cổ vai gáy đúng rồi, massage cổ vai gáy như này. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này để các bác đeo vào cổ vai gáy nhá. Đây nó sẽ có do anh cái đai này tí. Đây nó sẽ có cho các bác là cái phím nguồn này, cái phím nguồn hình tròn như này. Thì các bác giữ lì cho em là từ 3 đến 5 giây là máy nó bắt đầu chạy nhá. Đấy, và các bác dò lên rồi. Các bác cứ đặt vào cổ vai gáy cho em là xong. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là dò đi. Giúp cho các bác là massage cổ vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đấy, massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 320.000 nhá. 320.000. Khi các bác tắt đi thì chỉ cần giữ lì là xong. Còn bật lên thì các bác phải tắt đi thì nhấn một lần. Còn bật lên thì các bác giữ lì cho em. Đó. Combo cho bác một con massage cổ vai gáy như này. 320k cho con massage cổ vai gáy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đài FM nhá. Con đài FM như này. Đây về nhà thì các bác kéo cho em cái này lên này. Đấy, kéo cho em cái công tắc này lên. Đây cái bên tay trái này sẽ là công tắc, vừa là công tắc vừa là volume luôn. Còn bên phải này thì sẽ là giò nhá.
Đấy, thì các bác cứ dò cho em là nó sẽ ra tần số này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái loại bút thông mạch nhá. Đấy, bút thông mạch đây, hai loại bút như này. Đó, đều rất là sáng luôn các bác nhá. Hai loại bút này đều rất là sáng này. Một con thì nó sẽ là bút thông mạch thường nhá, bút thông mạch thường như này. Thì con này giá của nó sẽ là 20.000, còn con này thì bút thông mạch cao su. Đấy, thì tức là nó có cao su như này, chống điện rất là tốt này. Và các bác có thể dùng làm tô vít được luôn. Đấy, thì nó sẽ đắt hơn một chút, to hơn. Đắt hơn con này sẽ là 30.000 nhá. Còn bút thông mạch cao su này sẽ là 30.000, còn con bút thông mạch thường này là 20.000 nhá, 20.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đó, giá thì nó có mức giá hợp lý cho các bác luôn. Con cao su thì nó to hơn. Con này con cao su to hơn thì các bác có thể dùng vừa làm tô vít vừa là xoáy sửa chữa được, cũng rất là ok và cũng rất là sáng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tam bông nhá, tam bông. Một hộp này là 200 chiếc. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 cho một hộp 200 chiếc nhá, tam bông. Các bác lên cho em là tam bông giá sẽ là 20k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp 200 cái luôn, hàng xịn. Tiếp theo là giấy lau dầu mỡ nhá, giấy lau dầu mỡ. Đấy, giấy ướt lau dầu mỡ. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa đâu. Đó, các bác chỉ cần lau lên các cái bề mặt là xong nhá. Đây, ví dụ em viết mực cái đây này, em lau nó sẽ sạch luôn con này. Đó. Các bác cứ lau là dầu mỡ viết mực sạch luôn nhá. Giá sẽ là 20.000. 25.000 cho một túi như này, 25k cho một túi giấy lau dầu mỡ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bàn chải đánh răng của Nhật nhá. Con này chuyên trị viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25k một vỉ nhá. 25.000 một vỉ bao gồm 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 đây. Hình răng này các bạn này. Chuyên chống viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25.000 một vỉ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Viên giặt xả 5 trong 1 do lại cho nó. Viên giặt xả 5 trong 1 như này. Đấy, viên giặt xả 5 trong 1 giá của nó sẽ là 55.000 cho một túi này nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Một viên này giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo, các bác chỉ cần ném vào trong máy giặt cho em là xong. Ném máy giặt thôi, rất là tiện ích luôn. Đấy, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Qua đây. Con máy đấm. Con lên cho bác con đài FM trước nhá. Đây các bác này. Đấy, đây là một con đài FM rất là ngon luôn các bác này. Đó. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Đây là người em nó đang bị nhiễm điện từ cho nên là nó không được nét sóng, chứ còn bình thường nó rất là nét thôi nhá các bạn này. Đấy. Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì con này FM như này. Con này thì ở đây nó sẽ là công tắc này, công tắc và to nhỏ này, đây là dò sóng này và đây là có cả cái đồng hồ cho các bác luôn. Các bác rút cái nút này ra cho em này. Rút cái nút này ra sau đẩy xuống là đồng hồ này, cắm USB thẻ nhớ cái thứ ok hết nhá. 260 cành bao ship cho con đài FM như này, 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em bên cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Súng massage nhá, súng massage. Đây các bác chỉ cần lắp vào cho em như này. Giữ lì cái này là nó sẽ bật lên này, đây các bác này. Dùng rất là mạnh luôn. Đấy, có 5 cấp độ rung nhá. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy các bác thấy không? Dùng trước chưa? Dùng rất là mạnh luôn nhá. Dùng để massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân cái thứ rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con súng thư giãn như này, lên cho em là súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng này, 4 đầu nhá, 4 đầu massage, một cáp sạc. 170.000 giá siêu rẻ luôn. Nó hình khẩu súng cho này là bên em gọi nó là súng thư giãn 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Chiều kích thước của nó sẽ là 40x60 cho nên bên em gọi thảm 46. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái thảm 46 như này. Giá sẽ là 50.000. Đấy, 50.000 cho cái thảm 46 như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá. Đấy, một mặt bằng nỉ như này nhá. Một mặt bằng nỉ như này và mặt dưới là cao su non chống trơn trượt này. Giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Đây nó sẽ là một con lư đồng rất là đẹp như này. Đây nó sẽ có cái đầu núm này, cái đầu được các bác để gương này. Đây. Đấy, lên cho em là lư đồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con lư đồng như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái lư đồng này? Lư đồng này. Cái này cơ mà. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là lư đồng nhá. Một cái lư đồng rất là đẹp như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Chất liệu bằng đồng tự nhiên. Đó, hoa văn màu sắc rất là đẹp luôn, hình hoa sen nhá. Hình hoa sen rất là đẹp như này. 170.000 cho một con lư đồng như này nhá. Lên mã cho em là lư đồng 170.000. Đó. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn.
đồng 170k các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái túi đựng rác nhé. Túi đựng rác kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 50, 45 nhân 50. Đó thì con này rất là tiện để về nhà các bác có thể để đựng rác rất là phù hợp. Đây thì nó có sẵn cho các bác là cái chất túi của nó thì rất là dai nhá, rất là dai, các bác dùng rất là thích luôn. Đó, đây. Về nhà thì rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, nó ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái lớp nó dập sẵn như này rồi, dập sẵn như này. Các bác xé ra cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho một cuộn. Một cuộn này 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 50.000 một cuộn 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. 50.000 một cuộn này 100 túi. 50.000 một cuộn 100 túi đây. Đây nó sẽ là một con túi như này. Đấy, về nhà thì các bác bóc vào nhà cho em để mình sử dụng này. Đấy, để mình sử dụng. Mình đặt vào cái thùng rác nhà mình. Và khi dùng thì mình, khi lúc nào đi vứt đi thì mình rút cái dây này ra cho em này. Đấy. Đây nó sẽ có cái đầu dây rút xanh như này, các bác rút ra cho em này. Đấy, rút ra như này. Rút ra như này. Đó, có theo. Đấy, lên cho em là túi đựng rác nhá. Túi đựng rác. Giá của nó sẽ là 50.000 một bình. 100 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop bảo huấn, cơ số hotline của bên em. Các bác có thể liên hệ nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, 430.000, hàng thì nó của thương hiệu Kaisa Villa, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, những cái nắp nhức của nó các bác đã thấy độ chất của nó rồi. Đây. Mở nắp ra đậy vào này. Đấy. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em nhá. Đun bếp từ, bếp ga, các loại bếp giáp đều ok hết nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều ok hết. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là các bác chỉ việc là cho nước vào là đun thôi. Rất khủng bố luôn, rất chắc chắn dày dặn nhá. Đó. Giá thì sẽ là 430.000, lên bạn cho em là ấm đun nước 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, 280.000 một hộp như này. Các bác có thể phủ được từ 7 đến 10 lần. Hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc. Thì dòng này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Nó có sẵn rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây. Đấy. Nó sẽ có sẵn cho các bác đầy đủ combo này, bao gồm là một đầu lược này, một lọ thuốc này và các cái bộ dụng cụ đi kèm nữa nhá. Đó, 280.000, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn. Giá thì khá là hợp lý cho anh em các bác rồi. 280.000 nhá. Các bác nào mà hay bị bạc tóc này, rồi tóc bạc này, nói chung là các bác dùng con này cho em thì nó rất là tiện. 280.000, hàng của Nhật, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Made in Japan các bác nhá. Made in Japan, 280.000. Dầu gội phủ bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thông cống vàng nhá. Đấy, nước thông cống vàng như này 60.000 một lọ. Đường ống cống rãnh nhà các bác bị tắc thì các bác dùng con này cho em. Đó, dùng con này cho em, hàng nội địa của Nhật cũng cực kỳ cao cấp luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Lên cho em là thông cống vàng 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật. Dòng này thì tuổi đời của nó là từ năm 1890 của thương hiệu của Nhật nhá. Đó. Thì con này sẽ là lên cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một bánh. 40.000 một bánh như này và 101 cho 3 bánh nhá. 342 101 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật này. Đó. Thì 5m là 240, 10m là 350 và 30m là 700 nhá. Đấy. Hàng dây thì nó sẽ là dây của Nhật thế này. Cực kỳ là dây này là dây 2.5 nhá, cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Dây 2.5 của Nhật đây. Japan CU các bác này. Đây. Đấy, Japan CU, dây của Nhật xịn nhá. Japan CU dây của Nhật xịn như này. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, Japan CU dây của Nhật xịn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là dây 2.5, dây lõi đồng. Đây, có đầu đầu này có đèn báo nhá, đầu này có đèn báo và đầu đúc liền như này. Giá của nó sẽ là theo dây nhá. Đấy. Có dây 5m, dây 10m nhá. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Anh em về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và đây, giá còn 5m sẽ là 240.000, 10m là 350.000 và 30m là 700, thì các bác mua cái 10m này có 350 thì nó được lợi hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn nhá.
cái đuôi đèn cảm ứng thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu đuôi lò xo, hai là mẫu một là mẫu đuôi các bác có thể là về đấu điện trực tiếp, hai là mẫu hai đuôi hai đầu thì về nhà các bác cắm điện. Đấy, giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây, đây cái mẫu này sẽ là đuôi đuôi cảm biến hai đầu nhá. Về nhà các bác xoáy cái bóng cũ ra, xoáy cái đuôi này vào cho em xong xoáy quả bóng mới vào cái đầu này. Đó, gọi là đuôi hai đầu rất là tiện luôn. Thì về nhà các bác không phải đấu nối. Con này là 60.000. Còn có bên em vẫn có cái con đuôi cảm biến này, đuôi cảm ứng này, thì con này về nhà các bác phải đấu nối vào nguồn điện thì nó phức tạp hơn một chút, thì con này sẽ là 55.000. 55.000 cho con này. Đấy, cũng là cảm biến chuyển động, có người đi qua thì sáng và không có người đi thì nó sẽ tắt. Thì có hai mẫu như vậy, một là mẫu đấu trực tiếp, hai là mẫu này nếu nhà bác nào có sẵn cái đuôi đấy rồi mà muốn thay vào thì các bác dùng con này cho em, mình thay vào cho em là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là kia máy tiết kiệm điện, con này sẽ là 60.000 một chiếc. Đấy, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, tiết kiệm được từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nhà mình. Rất là tiện ích luôn, máy tiết kiệm điện 60.000. Các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ ấm trà đồng nhá, bộ ấm trà đồng như này. 450.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Đây cho em là ấm trà đồng 450.000. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đĩa này, một cái đĩa như này. Đấy, tiếp theo cho các bác là bộ chén đây. Đấy. Bao gồm cho các bác là một đĩa. Đấy, một đĩa 6 chén và một chuyền nhá. Chất liệu bằng đồng. Đấy. Một đĩa có 6 cái chén luôn. Đó. Cái đóng gói của nó cũng rất là cẩn thận mà nhá. Đó. 6 chén một chuyền. Chuyền của nó thì nó sẽ là rất là vừa xinh nhá. Đây. Nó sẽ rất là vừa xinh và đẹp như này. Hoa văn dầu phượng này. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Combo cho các bác luôn. Một bộ sản phẩm như này 450.000. 450.000 nhá. Đấy. 6 chén 10 chuyên. Các bác có thể dùng để mình uống trà, rồi nói chung là đa di năng luôn. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình trưng bày, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm các công việc hàng ngày. Đấy, rất là ok các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, đây các bác này. Đấy. Cái đít này của nó thì nó khá là dày đấy các bác. Đít này khá là dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đấy. Bên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Giá sẽ là 450.000 cho bộ chuyên chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm, nó là cái bột thông cống nhá. Bột thông cống của Nhật, con này thì giá của nó sẽ là 25.000 nhá, 25.000 cho cái bột thông cống như này. Còn cái chai chai thông cống này thì nó đắt hơn một chút, nó sẽ là 60.000 cho cái chai nước thông cống như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm nhá. Đấy, 15 cm. Hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề, hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó cũng rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15 cm nhá, kéo dài 15 cm. 15 cm như này, 15 cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá. Lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy, các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15, giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy, 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo 20 nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 21 cm này. Đấy. 21 cm như này. Đấy thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này, có phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này. Cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21 cm, 21 cm rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá, 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15 cm, con này thì dài 21 cm. Đó thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, thanh lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn.
con này sẽ là 15.000 một chiếc và con này sẽ là 10.000, 10.000 trong chiếc kéo này thôi. Giá thanh lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kích điện nha, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này, đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình ắp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220 ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này. Còi có la bàn này. Đây, một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này. Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn các thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhé. Xoong nồi inox nhôm nhức đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành cho cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo vắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một cái đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Con này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện đấy. Luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. À, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác lắp kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đầu kéo với đem ấy đảm bảo. Đấy các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. To như ngón chân cái. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nhá. Về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000. Bao gồm cho các bác là hai cưa này. Đấy. Hai cái cưa như này. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này. Một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này thép SK5 không gỉ này. Đấy, có kèm thêm một lò xo. Đây, kéo cắt cành như này nhá. Đấy. Một con kéo cắt cành như này các bác này. Đấy. Một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là một cái kéo tỉa nữa nhá. Một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent. Đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá. Đấy, made in Japan các bác này. Đây, made in Japan nhá. Đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món. Bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá. 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác. Mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy?
cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá, 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá, 4 món cưa kéo như này, giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy. Bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 4416 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000 A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá. Búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. Búa A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá. A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là, con to này là 130.000. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi, 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn, ổn định điện thế, phòng chống chập cháy. Sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60 cành thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này, đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá. Và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1 mét này. Rất rộng luôn, nan kép đường kính 1 mét, tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này, sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này thôi nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này là nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới to nhất này thì dung tích của nó là lên tới 1.8L nhá, 1.8L như này. Cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1.2L. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy. Nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong chốc rồi. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba tô nhá, ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút nước rửa bát nhá. À cái hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bạn này. Đấy. Mình cứ mua cái can 5 lít về sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Đầu bơm được làm bằng inox kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít và rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái này sẽ không có vòi như Phương nhỉ?
cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000. 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110k thôi. Giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá, hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn. Có phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn. Khoan kính, khoan giếc 110.000. Tiếp theo thì em đem cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh. 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá. Bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40 cm. Có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1 2 3 tùy theo nhá. Thời gian chạy của nó liên tục từ 3 5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhá. Có 3 số này. Các bác có thể để ở mọi ngóc ngách đều được hết nhá. Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên cho em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhá. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhá. Đây. Chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 m nhá, từ 15 đến 20 m, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây, nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này, đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá, 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100k nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cái pin điếc luôn. Các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá. Kính cường lực lên tới là 180 cân, có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 cho con cân sức khỏe như này nhá. Lên cho em là cân sức khỏe 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây. Hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T. Lên cho là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng. Con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230k nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000, đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn đồng hồ các bác này. Con này thì đợt này giá nó hơi cao một chút, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con nhẫn đồng hồ như này. Đây. Các bác có thể đeo vào như này, vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp các bác này. Đó. Vừa làm trang sức vừa làm đồng hồ luôn, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Đó. Giá thì sẽ là 40 cành cho một con nhẫn đồng hồ như này. Dây của nó là nó thuộc dạng dây giãn như này nên là các bác ai cũng đeo được nhá. Ai cũng đeo được, tay to tay nhỏ đeo được hết. Lên cho em là nhẫn đồng hồ giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là keo đa năng nhá. Đó, lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, nó là hộp vỏ xanh như này, lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì giá của nó sẽ là đây các bác này. Đấy, các bác có thể dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt cho em được luôn. Đấy các bác theo. Đây. Dán sắt này. Dán đồ gỗ này rồi nói chung là đa di năng luôn. Cánh cửa tủ này. Đó, rất chắc chắn luôn các bác nhá. Ổ điện này. Đó. Rất chắc chắn nhá. Dán trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt được luôn, kể cả dán dưới nước này. Các bác cứ để khô cho em từ 2 đến 3 ngày nhá. Đó, sau đó thì bắt đầu sử dụng này. Keo dán đa năng công nghệ Nhật Bản nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 một típ nhá. Lên cho em là keo dán xanh 20k một típ và 3 típ sẽ là 50.000. Đây. Đấy, một típ của nó sẽ là 60g như này. Đấy, 20k một típ nhá, 20.000 một típ, 3 típ là 50.000. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mẫu dây sạc nhá. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là cái dây sạc tự ngắt nhá. Con sạc tự ngắt này thì công suất của nó là 100W. Con này thì giá của nó, con tự ngắt này bao nhiêu đấy? Con này sẽ là 40k nhá, 40k, công suất của nó là 100W này. Và nó tự ngắt thì các bác dùng nó rất là an toàn nhá. Ban đêm hoặc là các bác không để ý thì nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Có hệ cái hệ điều hành ở đây và nó sẽ tự ngắt cho các bác nhá. Sạc tự ngắt giá sẽ là 40.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dây sạc béo như này. Nó là dòng dây sạc nhanh rất là an toàn luôn và chắc chắn này. Có đèn báo bên đầu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái sạc béo này. Lên trên là sạc béo 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lô kéo này. Kéo thì bên em có hai mẫu nhá. Kéo này nó sẽ là kéo 15. Cái mẫu kéo 15 này là kéo nhỏ này, rất là bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn. Con kéo 15 này thì giá sẽ là 10k một chiếc nhá. 10k cho một kéo 15 như này. Tức là chiều dài của nó sẽ là 15 cm nhá, 15 cm. Đó. Còn tiếp theo là con kéo 21, chiều dài của nó là 21 cm. Giá thì sẽ là 15.000. Con kéo 21 là 15.000. Còn con kéo 15 thì là 10.000 con nhá. Đây. Rất là bén luôn con này. Đấy, rất bén luôn. Đây, coi theo. Rất bén luôn. Đó. Rất là ngon lành nhá. Chất liệu của nó thì thép trắng không gỉ này. Hàng có thương hiệu Hẳn Hoi nhá. Đó, đây. Rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, con này sẽ là 10.000 và con này 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy. Bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng nước lọc nước uống là ok. Đấy, con này thì nó không có giữ nhiệt đâu. Các bác chỉ dùng để đựng nước lọc, nước uống các thứ thôi. Đó. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con bình 20 như này. Giá 80k thôi. Đấy, lên trên là bình 20 nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá. Đây. Đây nó sẽ là một con nồi lẩu mini như này. Có cả khay hấp cho các bác luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp để chiên rán xào nấu này. Ổ cắm điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cắm cáp đàng hoàng. Đó. Các bác có thể dùng trực tiếp như này để mình nấu mì này, chiên rán xào nấu hoặc là dùng hấp ở đây. Đây là cái nắp của nó này. Các bác có thể dùng trực tiếp hoặc là dùng qua cái nồi hấp này cũng được. Dùng qua cái nồi hấp này cho em cũng ok thôi. Đó thì nó sẽ có cho các bác là hai chức năng. Một là chiên rán xào nấu, nấu trực tiếp. Hai là các bác dùng qua cái khay hấp này cho em nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá. Nồi lẩu mini. Giá sẽ là 150k cho một con nồi lẩu mini như này. 150.000 một chiếc các bác nhá. 150.000 cho con nồi lẩu mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá, bóng đèn. Con 5 cánh này thì sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Đấy, 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Bóng đèn 5 cánh siêu sáng luôn thôi nhá. 120.000 cho con đèn 5 cánh siêu sáng như này. 1 2 3 4 5 cánh siêu sáng luôn. 120.000. Gập cái này xuống cho. 120.000 các bác nhá. Đấy, đèn 5 cánh siêu sáng 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy. 2 này, 4 này, 6 8. Con này thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh như này nhá. 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, con này sẽ là 8 cánh này, 2 4 6 8 cánh. Công suất của nó là 200W nhá, còn con 5 cánh là 100W. Con này là 200W siêu sáng luôn, 200W. Đây. Đấy. Con này thì sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con này. Đó, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu này thì lấy, mà lấy mẫu kia thì lấy thôi nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đó. Các bác lấy mẫu nào tùy ý các bác. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Nhớ cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mũ cối xanh nhá. Mũ cối xanh hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Công ty này của nó tương đối là lâu đời rồi. 1966 đây. Mũ cối xanh cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. Bút của anh đâu rồi? 130.000 cho một con mũ cối xanh như này nhá. Lên theo là mũ cối xanh, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp trà sâm đây. Đấy, một cái hộp trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng xách tay từ Hàn Quốc về nguyên đai nguyên kiện như này, made in Korea. 220.000 một hộp nhá. 220.000 một hộp. Đấy. 220.000 một hộp. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. 220.000 một hộp. Đây, trà sâm của Hàn Quốc này. Đó. Hàng này thì sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói như này. Hộp 100 gói này. Đấy, đây là cái trà của nó. Thì các bác có thể pha nước hoặc là sử dụng ăn trực tiếp luôn. Đấy, tốt nhất thì cách sử dụng là mình nên ăn trực tiếp là xong nhá.
đấy, các bác dốc thẳng vào mồm mình ăn trực tiếp luôn, hoặc pha nước uống cũng rất là ok, nó gọi là trà sâm nhá, của Hàn Quốc, 220.000 một hộp 100 gói, hàng made in Korea, đây made in Korea, mã tem mã vạch đàng hoàng, chống hàng giả hàng nhái, ok nhá, 220.000, lên tem là trà sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái cặp học sinh nhá, đấy, chuẩn bị vào đầu năm học rồi thì các bác mua sắm những cái đồ học sinh cho các em nhà mình. Đây là một cái cặp chống gù lưng của Nhật nhá, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng là thiết kế theo kiểu đứng chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó. Thiết kế theo kiểu đứng như này thì nó sẽ là chống gù lưng rất là tốt luôn. Đó, và bỏ thì rất là rộng như này thì khi mà các bác sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị quăn mép sách nhá, quăn mép sách rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 120.000 thôi. 120.000, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà cho con em nhà mình. Đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, chống gù lưng nhá. Lên cho em là cặp chống gù lưng, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con cặp chống gù lưng này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Các bác lên cho em là túi nam 110.000 cho một con túi nam như này, 110k. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là túi nam 110.000 nhá. Đấy, rất là đẹp này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi chơi, đi học, đi phượt, đi làm đều ok hết. Đây. Nó cũng khá là nhiều ngăn luôn thì con này cũng rất là tiện. Đây, 110.000 cho con túi nam như này. Đây nó sẽ có một ngăn to này, một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ này. Đấy, và một ngăn đằng sau nữa. 110.000, chiều cao khoảng 25, chiều rộng khoảng 20, và của nó sẽ là cái dòng chiều ngang của nó vào khoảng là banh nha, khoảng 10 cm nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái 100.000 cho cái mỏ hàn thiếc như này, mỏ hàn thiếc. Đấy, con này có điều chỉnh nhiệt độ này. Có điều chỉnh nhiệt độ cho các bác nhá. Để nhiệt độ từ 200 lên tới 450 độ C, có điều chỉnh nhiệt độ này. Đấy, dây cắm nhiếc của nó này có điều chỉnh nhiệt độ này. Và tặng kèm các bác sẽ bao gồm cho các bác là đi một cái bộ 5 mũi thay này, bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một cái hộp một bộ 5 mũi thay, một hộp thiếc và một hộp nhựa thông. Đấy. 1 2 3 4 món như này, tổng là 4 món nhá. Đấy, một mỏ hàn, 5 mũi thay, một thiếc, một nhựa thông, giá chỉ có 100 cành thôi. 100k nhé. Lên cho em là mỏ hàn thiếc 100.000 nhé. Mỏ hàn thiếc 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là khăn lau bếp nhé. Đấy, 30.000 cho một bịch như này. Lên cho em là khăn lau bếp 30.000 một bịch như này. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp nhé, 30.000 một bịch 10 chiếc. Đấy, chiều rộng của nó thì sẽ là 20-20 nhé, 20-20. Đấy, bằng bông tự nhiên. Con này các bác có thể dùng để mình lau bếp, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết. Đấy, lên cho em là khăn lau bếp, giá sẽ là 30.000 một bịch này nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt. Cái này thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào cái tháo quạt ra và đấu trực tiếp vào các cái chân cắm quạt cho em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là cách đấu điều khiển quạt nó sẽ ra. Thì các bác đấu các loại quạt cho em, quạt trần này. Đấy, nói chung là các loại quạt thì có tất cả các cái công, các bác cứ lên TikTok các bác gõ là xong. Đấy, là nó sẽ ra cái cách đấu cho các bác luôn, rất là tiện ích thôi. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 50 cành thôi. Quạt cây này, các loại quạt nói chung là được hết nhá. Đấy, lên cho em là điều khiển quạt nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một con điều khiển quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba hũ gia vị như này nhá. Bộ ba hũ gia vị như này. Con này thì giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. 60.000. 60.000 mà được tới 3 chiếc luôn. Hàng nhựa cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nhựa nguyên sinh như này. Khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần lấy tay ật như này thôi. Đấy, có xìa múc, xìa rất là dày dặn luôn. 60k. Cái này thì chiều cao của nó vào khoảng 10 cm, chiều rộng vào khoảng 7 cm. Đó, rất là ngon lành như này. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Đấy, cả một vỉ đẹp như này bao gồm là 3 hũ nhá. Giá 60.000 thôi. 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo vàng nhá. Kéo vàng. Giá bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 chiếc kéo vàng như này. Và bán thanh lý cho bác 100.000 bốn chiếc luôn. 100.000 cho 4 chiếc kéo vàng hàng nội địa của Nhật, thép SK5 Japan này. 100.000 cho 4 chiếc nhá. 100.000 cho 4 chiếc kéo vàng như này. Hàng thì giá cực kỳ hấp dẫn và hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao vàng nhá. Đây, con dao vàng như này. Con này thì hàng siêu sắc bén cho bác luôn. Hàng này thì rất là bén nhá. Đây các bác này. Đấy. Hàng rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rạch đi bóng còn đứt này. Đấy. Lên cho em là dao vàng nhá. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì cũng giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có, con dao vàng này bao nhiêu nhỉ? Dao vàng này. Con dao vàng này. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. Lên cho em là dao vàng 20.000 này. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu kẹo sâm nhá. Đấy, kẹo sâm của Hàn Quốc đây. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây.
đây các cái tập đoàn của Samsung các thứ này, đấy rất chất lượng cho bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này, một gói của nó thì nó sẽ là vào khoảng 500g nhá, hàng của Hàn Quốc made in Korea luôn. Con này thì của nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên sâm như này nhá. Đấy, giúp cho các bác là lái tàu lái xe này hoặc là người cơ thể mệt mỏi này, ốm đau mới dậy này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, hoặc các bác có thể dùng trà sâm này. Trà sâm thì sẽ là 220.000 một gói, còn là kẹo sâm thì sẽ là 90.000 một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải của Nhật, con này thì chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 25.000 một vỉ, bao gồm 246 chiếc luôn. 246 chiếc. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải như này, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một hộp bút như này. À, một con cân treo như này nhá, cân treo 70.000 một chiếc này. Đấy, 70.000 cho một chiếc cân treo điện tử như này. Đấy, con này thì nó sẽ kèm một viên pin nhá. Còn hết pin thì các bác ra hiệu sách mua cho em. Đấy, ra hiệu sách mua cho em rất là rẻ thôi. Đấy, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em. Lắp vào này nha em, sau đó thì mình bật lên này. Đấy, bật lên cho em là xong. Đó. Nếu mà các bác lắp mà nó chưa đúng chiều thì các bác đảo chiều lại cho em nhá. Đảo chiều lại cho em cho nó đúng chiều pin là ok. Đó. Các bác có thể đảo chiều pin lại cho nó đúng chiều nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 70.000 cho một con cân treo như này thôi. 70k cho một con cân treo như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, nếu lắp chung đúng chiều pin thì các bác đảo lại cho em là ok. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, số là số hiển thị điện tử như này. Đấy, mắc của nó thì được 50 cân nhưng các bác cứ cân cho em là 2 30 cân là ok. Đây. Đấy, nó có quai đeo như này các bác này, số điện tử luôn nhá. Đây. Đấy, nó sẽ báo cân các bác này. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rồi. Đấy, giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân treo nhá, cân treo. Giá sẽ là 70.000 cho một con cân treo như này. 70k cho một con cân treo như này nhá. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đấy, và các bác là dùng để mình đi câu đi kẹo này, đi câu đi kẹo hoặc là các bác nói chung là dùng vào công việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đây. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đây là cái lẫy pin của nó đây. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Đi câu đi kẹo hoặc là các bác dùng vào công việc gì cũng được, nó khá là phù hợp để cho các bác sử dụng thôi. Lên cho em là cân treo nhá. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con cân treo như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Đây, nó sẽ bao gồm là một con đầu chuyển như này và ba lưỡi này. Các bác có thể dùng để cưa sắt, cưa thép rồi cưa gỗ đều được hết, 70.000 thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Cái đầu chuyển cưa như này giá chỉ có 70. Đây các bác này, các bác có thể dùng để cắt sắt này hoặc là cưa gỗ này, đều ok hết nhá. Các bác cứ lắp ráp vào cho em là xong. Đấy, lắp ráp vào máy khoan cầm tay nhá. Đấy, cắt sắt cưa gỗ, nói chung là sắt thì sẽ không ngọt bằng cưa gỗ đâu. Chủ yếu thì các bác dùng để cưa gỗ thì sẽ là ok hơn. Đấy. Lắp vào cho em rất đơn giản thôi. Lên cho em là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 thôi, 70.000. 70.000 cho một cái bộ đầu chuyển cưa như này là rất là hợp lý rồi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đây nó sẽ là một sen như này, tặng kèm cho các bác là một dây và một cái đầu cao su như này. Đầu cao su như này các bác này. Đấy, đầu cao su như này. Thì các bác dùng thì tắm thì mình sử dụng cái đầu cao su này mình kỳ cọ luôn. Đấy, có đóng ngắt trên tay này và có điều chỉnh nấc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay, các kiểu con này điều luôn, có điều chỉnh tăng áp như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho cái bộ sen cao su như này nhá. Đấy, lên cho em. Lên cho em là sen cao su, giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho cái bộ sen cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi nhá. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi và một bàn cạo. 30 lưỡi, một bàn cạo và một lọ thuốc như này. 31 lọ, một lọ kem để chống rát nhá. Một lọ kem chống rát, một bàn cạo và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 cái lưỡi kép như này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000, 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem. 55.000 mua một lần dùng cả năm luôn. Các bác cứ mua cho em một lần mình dùng cả năm luôn ok. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn phễu nhá. 90.000 cho một con đèn phễu như này. Siêu sáng luôn. Đấy, 90k thôi. 90k cho một con đèn phễu như này, có kèm quai đeo cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Rất sáng các bạn. Đấy, rất sáng luôn. Đây. Đấy, con này thì nó về theo lô, có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Đây. Ánh sáng vàng thì các bác dùng nó cũng rất là thật luôn. Đây. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá là 90k. Đấy. Có cả cổng sạc. Đây, cổng sạc vào đây, cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Có báo pin. Lên cho em là đèn phễu. Giá sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. 90k cho một em đèn phễu như này nhá. Giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá, cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Cân được 5 cân các bác dùng trong nhà bếp cho em. Nhà bếp để mình cân
thực phẩm, đồ ăn, thức uống, nói chung là cũng cần được đa chức năng nhé. Giá thì sẽ là 90.000 đấy. Ở đây thì có sẵn pin luôn, về nhà các bác lắp pin vào chưa? Đấy. Lô này về thì lại có pin nhá, có sẵn pin như này. Các bác lắp pin vào chưa? Đấy, 90.000 một con cân như này thôi, có số điện tử như này, có báo pin này. Đấy, điện tử báo pin biết đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đây, tháo pin ra lắp vào. Bên em bán thì có lô có pin, có lô không có pin nhá. Hàng về tùy theo lô thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Lên cho em là cân 5 nhá, để các bác để trong nhà bếp mình cân kẹo này, rất là ok luôn. Số điện tử như này nhá. Đây. Đấy, em đặt con dao này lên này. Đấy, đặt con dao này lên. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác lắp pin vào mà nó không chạy thì các bác điều chỉnh cho em chế độ này, về chế độ là gam nhá. Về chế độ là gam là xong. Đó. Bật này, tắt đi bật lại này. Đấy. Tắt đi bật lại cho em. Đó. Đây. Các bác cứ tắt đi bật lại cho em. Đó, sau đó thì mình để thăng bằng cho em, sau đó thì chuyển cho em về chế độ gam. Đây các bác này. Đấy, đây. Nó rất là nhiều chế độ nhá, nó rất là nhiều chế độ luôn. Thì các bác để cho em chế độ gam này. Đấy, nó có âm dương rồi rất là nhiều chế độ. Thì các bác cứ để chế độ cho em là xong. Đây, đấy, đây. Con này là 2 gam này các bác nhá. Đó, này số này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Cân 5 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình trà nhá. Đấy, đây là cái bình trà inox. Dòng này của nó sẽ là 4 lạng nhá. Bình trà inox 4 lạng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, 130.000 thôi. 130.000 cho con bình trà inox 4 lạng như này, rất tiện ích luôn. Hàng to đẹp, các bác có thể dùng để đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng các loại hạt đều ok hết chứ. Đấy, rất tiện ích luôn. Đựng được bình trà 4 lạng, hàng nội địa của Nhật này. Đó, inox 304 nhá. Bình trà inox giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin như này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Hút rất là khỏe luôn. Hút rất khỏe luôn các bác thấy không? Đó. Hút rất là khỏe luôn. Cả hút cả thổi luôn nhá. Cả hút cả thổi luôn. Đầu này thì hút này, đầu này thổi này. Đó. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan 170.000. Lên cho em là hút bụi chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ sạc nhanh nhá, 150.000, 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này bác này. Bao gồm là 1 2 3 chân cắm này, 2 chân USB và một cái đầu để các bác dùng để sạc nhanh như này. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150k. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh, 150.000 cho cái ổ sạc nhanh như này, 150k nhá. Đấy, 150.000 cho con ổ sạc nhanh rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã sản phẩm đó là con máy đuổi chuột nhá. 35.000. Nước đã. Ừ, 35.000 cho con máy đuổi chuột như này nhá. Rồi ok các bác. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30 đến 50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá.
chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước như này thôi. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc liếc đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau, dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000, hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên cho em là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá bỏ tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác thấy không? Hàng siêu sắc giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng à, nó gọi là cái gì, cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành. Đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy, còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy,
đặt vào đây, sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây rất là đẹp luôn nhá, các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây 50.000 cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ, thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo để mình tựa. Cái này nó là cái tựa lưng công năng học, thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này, giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 30-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này. Các bác dắt dao vào đây cho em, ngoài ra thì các bác có thể đeo song đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường. Đấy, sau đó thì mình treo song nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi. Giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mẫu dao G49 nhá. Đấy, con này thì trước bên em vẫn lên mã nó là G49. Đấy, thì con này giá của nó sẽ là 150.000. Các bác lên cho em là G49 này. Giá sẽ là 150k. Dao thép của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 150.000. Hàng của thương hiệu Akatsuki. Đấy, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Con này cực kỳ chất lượng luôn. Cán phần thân của nó thì dày khoảng là 3 ly. Đó, cân nặng thì khoảng là từ 3 đến 5 lạng. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30cm. Con này thì chặt gà chặt vịt cực kỳ là đầm tay luôn, khâu đầu như này. Một con dao cực kỳ chất lượng, các bác để trong gian bếp nhà mình thì cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Lên cho em là G49 150.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Hàng made in Japan này, đó, kéo cành đúc hàng made in Japan. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con kéo đúc này bao nhiêu? 120 à? 130.000 nhá, kéo cành đúc 130.000. Con này thì nó sẽ là bằng thép đúc nguyên khối như này nhá, bằng thép đúc nguyên khối. Có dấu chuyện của Nhật này, made in Japan này. Đinh đai, ốc đai cái thứ là bằng đồng hết này. Đó, made in Japan. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành đúc nhá, hàng đúc liền nguyên khối như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Rất sắc bén quá này, rất sắc bén luôn. Cắt cành to cành nhỏ đều vừa hết nhá, có lấy gà như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Lên cho em là kéo cành đúc nhá. Đấy, kéo cành đúc. Kéo cành đúc này. Đó. Kéo cành đúc. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái hút rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút rửa bát. Giá thì sẽ là 70.000 cái hút rửa bát như này. Bao gồm cho các bác là một cái hệ thống ống như này này. Đấy. Một cái hệ thống ống như này. Kèm thêm cho các bác là một cái đầu hút đây. Đấy, một cái đầu hút như này. Đó, giá sẽ là 70.000, các bác về các bác cắm trực tiếp vào cái vòi và cái bình hút bình nước rửa bát to ấy thì các bác dùng nó tiện. Giá sẽ là 70k. Lên cho em là vòi hút rửa bát nhá. Lên cho em là hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k. 70k cái hút rửa bát như này. Rất là tiện luôn. Các bác này. Đấy, lắp vào cái chậu rửa bát cho em này. Gà tiền dụng, đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, quả theo, rất là tiện luôn. Bơm hút dầu rửa chén, gắn chậu rửa bát,
rất gọn gàng và tiện dụng, đi kèm 3 nắp chai phù hợp với hầu hết chai lọ dầu rửa bát trên thị trường. Đó, giá 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đựng điện thoại nhá. Đây nó sẽ là một cái túi đựng điện thoại như này. Đây. Đấy thì các bác đeo vào cái thắt lưng cho em, đeo vào cái dây thắt lưng này. Xong các bác bấm ra này, mình có thể đựng điện thoại, giấy tờ, ví tiền đều được hết nhá. Đấy, lên cho em là túi đựng điện thoại giá sẽ là 30k nhá. 30k là cái túi đựng điện thoại như này thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Túi điện thoại, túi đựng điện thoại 30.000. Túi điện thoại này 30.000 à? 40k các bác nhá. 40k là cái túi đựng điện thoại như này, 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái tất tỉ này. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 dây 10 đôi. Đó, một vỉ như này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đó, chất lượng khỏi phải bàn rồi. Đó. Đây, co giãn 4 chiều nha, thấm hút mồ hôi, chống hôi chân, chống các loại luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Các bác lên cho em là tất vỉ nhá. Lên cho em là tất vỉ này. Tất vỉ 90k 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bàn là đứng nhá. Bàn là đứng các bác cho nước vào đây cho em. Đây, tháo cái này ra này. Đấy. Các bác tháo cái nắp này ra, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Nó có cái nắp này các bác. Giật cái nắp này ra sau đó thì cho nước vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác sử dụng thôi. Bàn là đứng nhá. Đó. Đây nó sẽ có các cái đầu của nó này, các cái đầu của nó các bác có thể lắp vào này. Đấy. Bàn là đứng như này thì giúp cho các bác là quần áo bằng hơi nước. Đấy, hơi nước nóng giúp cho các bác là thì nó cực kỳ là an toàn luôn. Không lo bị cháy nổ quần áo các thứ nhá. Đấy, không lo bị cháy quần áo. Đây. Đó. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Giá sẽ là 370.000. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này thì các bác dùng nó tiện lắm. Đó. Nó tiện, phòng chống cháy nổ cực kỳ là an toàn, đặc biệt là cháy quần áo nhá. Cái này thì nó dùng bằng hơi nước và các bác phải cầm dùng liên tục nên là không lo bị cháy quần áo. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông báo chống trộm nhá. Đấy. Lên cho em là chuông báo trộm này. Con này thì nó sẽ có cái miếng dán như này và có hai cái chi tiết như này. Đấy, và các bác chỉ cần bật cho em cái chuông này lên này. Đấy. Và các bác dán cái miếng dán này vào. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái mũi tên đây, có mũi tên này, có on up các bác bật lên cho em này. Đấy, sau đó các bác đặt vào như này. Đấy thì khi các bác sử dụng bỏ ra là nó sẽ hú, còi nó sẽ hú lên nhá. Đấy, còi nó sẽ hú lên. Và đây thì nó sẽ sử dụng pin, nó có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra. Đó. Sau đó thì các bác sử dụng này, đây. Đấy, các bác dán vào hai cái mép cửa cho em. Đây. Đây em mô phỏng này. Khi các bác bỏ ra nó sẽ hú này. Đó. Rất to luôn đó nhá. Đó. Đóng cửa vào thì không sao, bỏ ra nó sẽ hú nhá. Thì ban đêm các bác đóng cửa vào bật công tắc lên, còn ban ngày các bác không muốn nó hú nó ảnh hưởng thì các bác tắt công tắc này đi. Ban đêm các bác lại bật lên. Đó. Đây. Đấy. Các bác gắn lên cửa, lên cổng cho em, gắn lên cửa, lên cổng cho em. Có người mà người ta mở cửa cái nó sẽ kêu. Đấy, có người mở cửa nó sẽ kêu nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đó. Hoặc các bác có thể gắn lên các cái phương tiện như xe máy xe miếng được. Đấy, hoặc là các cái phương tiện nào mà các bác chỉ cần nó tách ra nhau như này. Đấy. Khi mà người ta động vào xe mình mà nó tách ra được như này là nó sẽ kêu nhá. Các bác để gập cái yên vào hoặc gập cái tay lái vào, khi mà động vào mở ra cái nó hú lên luôn. Lên cho em là chuông báo trộm giá sẽ là 30.000 nhá. Đấy. 30.000 cho một cái chuông báo trộm như này thôi. Các bác lên cho em là chuông báo trộm, giá của nó thì rất là hạt rẻ, chỉ có 30 cành thôi. 30 cành cho cái chuông báo trộm như này. Lên cho em là chuông báo trộm, giá sẽ là 30.000. Đấy, 30k một chiếc các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu nhá. Một hộp này của nó thì combo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây thắt lưng nhá. Đây nó sẽ là cái dạng thập cẩm như này. Đấy, dây thì giống nhau thôi nhưng mà cái mặt thì nó sẽ có những cái kiểu khác nhau, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. Đấy, đây con này em đã bóc ra rồi này. Mặt của nó thì mặt tráng gương rất là đẹp. Đó, mặt tráng gương đúc liền. Mặt tráng gương đúc liền rất là đẹp luôn. Đó. Và khi sử dụng thì nó là dòng con lăn thì nó rất là tiện. Đấy, bụng to bụng nhỏ chơi được hết, các bác chỉ đưa vào là sử dụng là xong. Đưa vào mình đẩy xanh này là xanh em là xong này. Chắc đét luôn. Đó. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000. Chiều dài của nó thì 1m2 đến 1m3 luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Chất da thì siêu mềm luôn, chất da siêu mềm. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy
vắt cam bằng tay nhá. Các bác lên theo là vắt cam bằng tay, hàng inox 304, dùng nó rất là tiện luôn. Các bác có một hàng của cam, các bác chỉ cần đặt lên như này cho em, vắt xuống nó sẽ đọng hết bã và hạt thiếc ở đây. Đó, và mình mang ra mình uống thôi, uống trực tiếp luôn, không cần phải cốc chén nó mất công. Đó, 50.000 nha, lên theo là vắt cam bằng tay, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái chén đồng nhá. Đây. Đấy. Đây nó sẽ là một cái chén bằng đồng như này. Đấy. Lên cho em là chén đồng nhá. Cái chén đồng này là bao nhiêu? Đây, một cái chén đồng rất là đẹp như này các bác này. Đó. Một cái chén đồng rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá, chén đồng. Đó, chén rất là đẹp và giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là chén đồng nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một con chén đồng như này, 50.000 một chiếc các bác này. Đó, hàng rất đẹp luôn. Con này trước em đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 40k thôi nhá. 40k cho con chén đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là một cái ly đồng như này. Đó. Chiều cao của nó thì khoảng 5cm và miệng của nó thì khoảng 2,5cm. Đấy như này các bác này. Đó. Các bác có thể mua chén hoặc là mua ly. Đây, cái ly này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trong cái ly như này, 30k. Đấy. 30k trong cái ly đồng như này. Thì các bác có thể mua chén thì mua và mua ly thì mua. Ly này sẽ là 30.000 nhá. Ly này 30.000 bằng đồng hết nhá. Còn cái chén này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Các bác muốn mua loại nào thì mua nhá. Có chén có ly cho các bác luôn. Có chén có ly cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước, hàng của Kabushi Japan như này. Cắt ống 42 trở về. Đó đây. Con này cắt được ống từ ống 42 trở về, các bác dùng để cắt ống nước rất là tiện luôn. Đó, kéo cắt ống nước. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo cắt ống nước như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Dùng để mình cắt ống nước rất là tiện. Cắt ống nước từ ống 42 trở về là ok. Các bác dùng để làm thợ làm nghề hoặc là các bác dùng mình sử dụng ở gia đình cũng được. Đấy, giá sẽ là 110k nhá. 110k. Lên cho em là kéo ống 42 nhá. Kéo ống 42, giá sẽ là 110.000. 110.000 cho cái kéo ống 42 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còn một cái dây xích chó nữa này. Đấy. Em còn một cái dây xích chó nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000. 30.000 cho cái dây xích chó như này các bác nhá. Đó. Xích chó xích mèo. Xích chó xích mèo, giá thanh lý 30.000 một chiếc các bác nhá. 30.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao gấp đa năng các bác này. Đấy, đây một con dao gấp đa năng như này. Đó, đây. Dao gấp đa năng, rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Tô vít mà bia mà sâm panh các kiểu con này đều luôn nhá. Đó. Dao gấp đa năng, giá thì chỉ có 50k cho một con này thôi. Rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Dao kéo rồi nói chung là nhiều lắm. Bật bia, khui bia các bác mang đi cắm trại cái thứ rất là ok. Bằng thép rất là đẹp luôn, 50k. Rồi ok.